Ê. Hôm nay là ngày 25 à 26 rồi, 26 tháng 9 năm 2023, thì tôi đang ở Hưng Yên. Trước mắt các bạn là đây là cái bộ tủ điều khiển một cái máy sấy bằng củi siêu khổng lồ các bạn nhé. Một cái tủ sấy mà có thể một cái thể tích cực kỳ lớn, lớn nhất từ trước nay tôi làm, nó 350 lên đến 350 khối mét khối không khí ở trong này là 350 mét khối thể tích. Và bình thường thì chúng tôi chỉ làm một cái tủ sấy chăn đâu đó rộng có 2 mét mà dài 3 mét, cao 1 mét 9. Các bạn nhân ra rơi vào 12 mét khối. Bây giờ các bạn lấy 350 mét khối và chia cho 12, tức là nó rộng lên gấp, cái thể tích nó lớn hơn là 30 lần. Thế mà bằng chỉ bằng một cái tủ ngày xưa thôi, là cái tủ bé cái thôi, đã sấy được 15 cái chăn rồi. Bây giờ chúng ta tăng lên 30 lần, các bạn lấy 30 nhân 15 thì các bạn ra là nó lên hàng vài trăm chiếc chăn cho cái tủ sấy này các bạn nhé. Và nhiệt độ bây giờ là lên đến là 90,4 độ C rồi các bạn này. 90,4 độ C rồi. Tôi còn 16 độ. Độ ẩm bây giờ còn có 16 độ phần trăm thôi các bạn ạ. Các bạn thấy kinh hoàng chưa? Đây anh Sơn thử lia hết cho mọi người xem một vòng đây thôi, sơ bộ thôi đấy. Không đây gian là hiện tại là dài 15 m và cao 5 và rộng 5. Đấy. Nhân thể tích rơi tầm khoảng 375 m khối. Đấy. Đây là kỹ sư Trường. Khắc Trường. Mình chúc là anh thành công. Rồi, cảm ơn và hiện Sơn tại bây giờ anh đã thành công rồi. Hiện tại bây giờ cái lò sấy 375 mét khối. À. Đây là nhiệt độ trong phòng là 90 độ C, 0,6 độ C. Thế mà anh Sơn đang quay thật, nhưng mà cho anh Sơn là cái ngày đầu mà anh nghĩ gì về lúc đầu là liệu có lên được hay không, cái lúc mà anh tâm sự thôi. Đấy, hôm nay gặp cái nhiệt độ ở trong phòng, để Yên đo nhiệt độ ở trong phòng như này là thành công và tôi rất xin là mừng cho anh. Cảm ơn mừng cho anh và cũng chúc tôi thành công. Và tôi đã thành công, là tôi đã tin tưởng anh hoàn toàn. Okay, chúc cảm mừng ơn anh Sơn. Chúc anh Sơn, anh Điều cùng với các đội ngũ công nhân viên ở đây là làm ăn thì lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió này. Lò đốt thì lúc nào cũng đầy ắp củi để sấy ra sản lượng vù vù để chúng ta mang về những cái lợi ích chung cho xã hội và cho bản thân mình. Tôi sẽ phục vụ nhân dân theo cái gỗ của tôi ra theo cái bục sấy này sẽ thành công. Như hôm nay anh đã cấp nhiệt cho tôi thành công. Rồi, xin cảm ơn anh đã tin tưởng.